Ăn rất là ngon mọi người. Đó là chim chép. Đây là con chim chép. Chim chép. Đó. Nói chung ra là chim chép này cũng thơ nhiều lắm. Ở sông đồng quê là ai mà đâu cũng có hết. Đó. Nói chung bây giờ quay đồ nướng ta coi nhiều. Mình có thể thức một con nha mọi người. Đây. Mình thấy gì không? Đất phộng nè. Hả?
rất là ngon. Nóng quá. Ăn rất là ngon mọi người ơi. Đi vô nhà. Cái gì vậy? Đi vô bà nội đi. Xí xó, xí xó. Ủa bộ này mấy con mà bự bự mà bụng bụng vậy nè, nướng vậy đó nó không có chảy nước ra ngoài, còn mấy con này nó dẹp quá, nó nướng cái nó xì nước ra chưa, mấy con mà bụng bụng nó có cái mô á là nữa nó nước nó đọng quá, cái đầu nó đọng đi ăn mấy con sò mà bữa hôm mình mua ăn á nó không. Dưa hả? Dưa. Thôi để nè cho ngỡ nó quay đi nha. Đi đi. Để tôi làm lên chứ. Được rồi, vô đi.
video của mình tới đây. Mong anh em xem hay và ủng hộ cho mình, nhớ đăng ký và bấm like để chia sẻ. Mong mọi người nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha. Video mới tới đây thôi. Nói chung chương trình mình rảnh là chỉ làm được một video thời gian anh em. Mong anh em nhớ và xem và chia sẻ ủng hộ cho mình nhiều đấy. Cảm ơn. Để mình làm video tốt hơn, mọi người góp ý bình luận ở dưới để mình phát triển kênh hơn nữa. Xin chào anh em, chào anh em nha.